người, một lần nữa chào mừng mọi người trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay thì cũng là hôm nay là hình như là thứ năm. Hôm nay mấy anh em lại tiếp tục đi lắp một hệ thống background nghe nhạc ngoài trời. Anh khách có cái sân vườn cho nên là anh muốn là lắp một hệ thống background ngoài trời để thỉnh thoảng anh nghe nhạc lưu đưa cho vui. Thì hôm nay thì bộ này là mình lắp JBL Control 25 4 chiếc với lại một cái âm ly. Thì tại vì âm ly hàng chưa về cho nên là mình xài tạm con âm ly Navision để mà lắp trước cho anh sử dụng. Và khi nào âm ly về thì bên mình sẽ qua thay cho anh. Thì bây giờ mình sẽ phụ anh ấy chuyển đồ vào rồi là lắp đặt xong, rồi lát nữa mình sẽ tiếp tục mình quay để mọi người cùng nghe và cùng thấy ha. Thì ok, đây là khu vực mà mình chuẩn bị lắp đặt. Đây là khu ngoài trời, anh muốn là lắp bật rào để nghe nhạc. Đây là bể bơi. Mình sẽ quay toàn cảnh để mọi người thấy ha. Đây. Thì vị trí loa mình sẽ lắp ở mình lắp 4 chiếc, sẽ lắp dọc ở phía này. Qua đó một chiếc với lại qua phía bên này. Đây là khu vực bể bơi. Ok, và đây là anh Mr. Duy, anh ấy đang còn DJ. Thì ở đây thì cũng may là Trần Thạch Cao thông nên là DJ cũng là không có khó lắm. Thì mình sẽ DJ ở trên Trần Thạch Cao hết. Đó, từ đây đi thẳng vào phía trong kia luôn. Rồi dự kiến chắc sẽ lắp ở ngoài trời một chiếc ở góc đó. Tại vì là tính lắp ở phía trong này, nhưng mà vì phía trong này là tường kính nhé, nên là không thể lắp ở phía trong này được, nên là phải chỉ lắp được ở góc này một chiếc, với lại về khu góc bên kia một chiếc, và bên đó một chiếc, với một chiếc mình sẽ lắp ở phía ngoài này để cho nó phù đều nhất có thể. Đây. Nên là mấy anh em đang thi công, cũng mong là từ giờ tới chiều sẽ là xong. Công đoạn DJ cũng là được tầm 60% rồi. Là lấy gì vừa mình đã đi từ các khúc cua đó. Đó. Thì tới đây là phần DJ được 60% rồi. Nói chung là cố gắng xong buổi sáng để đi xong dây. Là lát nữa có thể là ráp loa lên được rồi. Thì mình sẽ đi một loa mình để ngoài trời đây. Đây mình sẽ đi âm trần hết thôi. Nói chung là cố gắng hết sức để đi dây âm trần để cho nó thẩm mỹ nhất có thể, không bị lòi dây. Ok, thì sáng giờ mấy anh em đã đi lắp đặt xong. Thì bây giờ mình sẽ mở nhạc mình test cho mọi người nghe xem là âm thanh nó phụ có ok không mọi người ha. Thì không gian này mình ráp 4 chiếc 4 góc. Thì như mình nghe ở ngoài thì nó phụ khá là đều. Anh mở nhạc cho em mà. Anh mở nhạc dùng em mà. Anh tăng nhạc dùng em tăng. Đấy, phía góc đó mình đặt một chiếc. Và phía bên này mình có để một chiếc. Và một chiếc mình để ngay đây. Đó, loa này thì nó đáp ứng được ngoài trời ok mọi người. Thì phía lầu trên á, anh tính là sau anh sẽ lắp thêm một hệ thống ở trên lầu 2 nữa. Đây, khu vực vui chơi, bể bơi.
biết là mọi người nghe có rõ hay không, còn như ở ngoài mình nghe đây thì nó phụ khá là đều luôn. Tiếng bass rất là dày, vocal rất là dày. Nhưng mà đây không gian này khoảng tầm 120 m2 mà bốn chiếc bốn góc như vậy mà nó phụ như vậy cũng khá là đều rồi đó. Thì cái này á, tất cả hệ thống dây mình đưa về đây cả đều mình đi âm trần cạn và âm ly mình đặt ở trên sát trần luôn. Khách yêu cầu đặt trên này cho nó gọn, cũng ít khi chỉnh đâu, để cố định âm lượng thôi, khách chỉ mở bluetooth thôi. Nên là để sát ở phía trong chỗ khu nhà vệ sinh nhá. Đây mọi người, đây là thì đã xong xuôi hết rồi, thì bây giờ mình cũng chuẩn bị bàn giao rồi về thôi. Khách nghe cũng đã ok rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo. Chào tất cả mọi người ha.